Rồi ok, thì hôm nay thì chị giải đáp thắc mắc cái chủ đề là Lily May đá ai. Ừ, thì ngày hôm qua thì chúng ta có làm một cái chuyên mục, thì viewer hỏi Ihan và chúng ta Ihan hỏi viewer, thì xoay quanh chủ đề là con Lily May nó sẽ đá con nào, là đá con gần nhất thì chúng ta sẽ có những câu trả lời như thế nào. Thì đầu tiên là câu trả lời đầu tiên là con Lily May nó sẽ đá con gần nhất đúng không? Thì như mấy bạn nói, chủ đề con thứ hai là mọi người kêu là nó sẽ target cái con nào thi triển kỹ năng đầu tiên. Đó là câu hỏi trả lời của bạn nha. Thì còn của tôi và một số người khác là theo quan điểm của tôi và một số quan điểm người khác á, là do animation, con tướng nào có animation ra kỹ năng trước thì nó sẽ đá con đó. Rồi thứ tư là đá theo thứ tự ra chiêu hay gì đó, hoặc thứ năm là do cái map thủ thì nó sẽ khác, còn map công thì nó sẽ khác. Rồi ok, rồi đầu tiên có một cái comment đang nằm top ở trên đây luôn, nằm top chễm chệ ở trên đây luôn, là bạn này bạn bình luận đấy. Thì đầu đầu tiên nha, đọc bạn đọc từng comment. Ui mày hay lắm mấy em, mà trong đây có nhiều người người ta giỏi lắm mấy em. Mấy em thấy được chữ không, hay có cần tôi zoom to lên mấy em thấy không vậy, có thấy không hay là tôi zoom to lên chút xíu nha. Mấy em không thấy mấy em phải nói nha, không thấy mấy em phải nói mấy em, để tôi zoom to lên nha. Mấy em phải thấy chữ á, thấy đúng không, zoom to lên tí đi. Rồi ok, đầu tiên là bạn Hạnh 6094 thì có quy luật hết đó bạn nha. Đó nha, đầu tiên là bạn giải thích nha, này là người ta theo ý kiến của người ta nha, là thấy chưa, bây giờ thấy chưa, chữ thấy chưa, đầu tiên mấy em phải thấy chứ ạ. Anh em kênh chat mấy em thấy chưa, ok chưa, ok mới bắt đầu làm nha, phải ok hết rồi mình vô mình nói với công người vừa làm vừa chỉnh sửa nó kỳ lắm, ok chưa mấy bạn chat đi tôi biết trước. Rồi ok đúng không, rồi đầu tiên đúng không, là bạn đây là ý kiến của bạn thôi, là có quy luật nha. Thì bạn này là một trong những cái là có quy luật, là ít nhất là với dự đoán của cộng đồng hiện tại là có quy luật, ít nhất với các dự đoán của cộng đồng hiện tại giờ là đúng. Đầu tiên con Lily May sẽ ngắt chiêu của đơn vị bắt đầu thi triển nha. Đầu tiên nha, đầu tiên là con Lily May sẽ ngắt chiêu cuối của đơn vị bắt đầu thi triển, chứ không phải là trừ năng lượng đơn vị, trừ năng lượng của đơn vị đã đầy thanh năng lượng. Thì theo nghĩa câu này là chúng ta sẽ được con Lily May nó sẽ ngắt chiêu cuối, là nó ngắt chiêu cuối của con Eren và nó ngắt chiêu cuối của con chim, là con Bron đó, là con chim đi nó dễ. Rồi cái thứ hai nữa là sau đó cần hiểu khái niệm đơn vị hàng trên cùng là Fawn Mode và hàng sau cùng là Red Mode. Rồi tiếp theo rất là chuyên nghiệp luôn nha, hiểu đơn vị là trên cùng và dưới, nói chung là nói hàng trên hàng dưới đi cho nó dễ. Tiếp theo sẽ có quy luật sau nha, đây là quy luật của bạn nè. Một là do tính không đối xứng lắm, do tính không đối xứng ở đấu trường là do cái việc mấy em xếp bên thủ á, tôi sẽ giải thích cho mấy em từng câu cho mấy em hiểu nha, là do mấy em bên thủ á thì nó sẽ là thủ bên trái nha, cái ô điểm đặc biệt á, nó sẽ nằm bên trái, còn khi mà mấy em qua công á thì nó sẽ nằm ở ô bên phải nha. Thì nó sẽ hiểu đơn giản như sau: trong trường hợp có thể nhiều đơn vị trong có thể trong trường hợp có nhiều đơn vị thi triển anti cùng một lúc, Lily May ở bên tấn công sẽ ưu tiên ngắt chiêu cuối của đơn vị remote là hàng sau nha. Ở này không phải là cái này, mấy bạn kêu là nó sẽ ngắt cái con gần nhất, không có nha. Này Lily May ở bên tấn công sẽ ưu tiên ngắt chiêu cuối của đơn vị remote là ở hàng sau cùng, đơn vị hàng sau cùng của bên phòng thủ nha, đây của bên phòng thủ nè. Rồi ok, trường hợp thứ hai là Lily May ở bên phòng thủ, Lily May ở bên phòng thủ sẽ ưu tiên ngắt chiêu cuối của đơn vị Fawn Mode là cái con đứng hàng trên cùng, là con đầu nha, con đứng đầu của bên tấn công. Có nghĩa là một là đầu tiên là gì, nếu như mấy anh em ở bên tấn công thì con Lily May nó sẽ đam ở con ở túi ở cuối nha, cái này là bạn ở cuối. Rồi nếu như con Lily May mà bạn đi bên ở bên phòng thủ thì thường bên phía thủ á, thì con Lily May nó sẽ đá vào con Eren, là nó đá trên con hàng đầu tiên. Rồi tiếp tục, rồi bây giờ đầu tiên tôi phản biện nè, đây tôi phản biện nè, thì nếu như mà con Lily May ở bên phòng thủ thì nó đá hàng trên cùng là sai nha, cái này là không phải là sai mà là không xác thực. Mọi người biết vì sao không xác thực không? Mọi người biết vì nếu như ở bên thủ á, là ngày hôm qua và vài hôm trước nữa có video tôi mở lên cho mọi người xem, là con Lily May bên thủ nó vẫn đá hàng sau là đá của cô, và trong clip con Dulin tôi chơi là con Lily May nó đá con Dio chứ không phải nó đá con Dulin nha. Đây clip Dulin đây, rồi từ mấy tôi tắt màn hình chút xíu cho sorry mấy em, tôi phao lại cái màn hình này chút xíu nha, để tôi mở clip con Dulin lên. Đây clip con Dulin, Dulin viết sao ta, chết mẹ quên tên của con Dulin rồi, tao mấy em đợi tôi xíu. Đây cái clip của Dulin mấy em có thể xem lại clip này, con Dulin đâu rồi, tao quên tên, quên quên viết cách viết con Dulin mấy em. Tôi không giỏi về nhớ tên tướng như lắm, mấy em đợi tôi xíu.
không phải là sai mà là có biến số, nhưng trong đó nó có biến số và là sai với mấy em, nhấn mạnh là biến số. Dunlin, Dunlin. Đây, xây dựng đồ hình bất khả chiến bại của Dunlin. Rồi, ok. Rồi, ok ha. Thì đây là clip con Dunlin. Đây nha, đây là clip con Dunlin. Thì khi mà hôm bữa này là tôi test trên ạc của bạn Mạnh. Thì nếu như, đây không, nếu như mà tôi xếp như gì. Đây, tôi xếp như gì đi. Thì khi đưa vô bắt đầu trận đi. Nè, đây là clip con Dunlin đúng không? Thì tôi test trên con Dunlin. Thì đây là tôi bên công nha, đây là tôi bên công. Thì tôi dùng con Dunlin cấm kỹ năng, nhưng tôi dùng Dunlin cấm kỹ năng tôi thả ra. Thì khi mà đi đánh BK thì nó sẽ đá con Dunlin đầu tiên, cái clip này nó sẽ rất là khó. Thì mấy anh em có thể xem clip này tham khảo. Rồi ok, đây là clip con Dunlin nha, là mấy anh em bấm xây dựng đồ hình tối thượng bất khả chiến bại của con Dunlin, thì mấy anh em có thể xem clip này. Thì cái này là chích lõ con Dunlin. Rồi. Thì trong trường hợp này bên phòng bên tấn công á thì nó sẽ ngắt đơn vị hàng sau cùng nha, còn khi mà bên phòng thủ vẫn trường hợp con Lily May nó đá về hàng sau. Vẫn có trường hợp con Lily May đá về hàng sau. Cái này là biến số nha, cái này gọi là biến số nha, chứ không phải là bạn sai. Cái này là biến số. Nếu như chơi những con đặc biệt Dunlin hoặc là chơi những con khác thì trường hợp này nó sẽ có biến số là con Lily May nó sẽ đá ra hàng sau. Rồi, hai. Thời gian hồi chiêu chờ ban đầu, nếu bạn ấn B vào một thời gian hồi chiêu cuối của cái tướng sẽ thấy mục tiêu là thời gian chờ ban đầu. Rồi, ví dụ như Hewin có thời gian chờ ban đầu là 1.25. Tức là vào trận đấu ngay cả khi có đầy thanh năng lượng, Hewin cũng sẽ chờ mất 1.25 giây để thi chuyển anti. Rồi, cái này hay nè. Đây, cái này rất hay nha. Cái này là bạn giải thích rất hay. Trong chỗ này là 1.25. Đây, cái này hay nha. Cái này hay, ok, tôi giải thích. Ai hiểu được cái này không? Ai hiểu được cái này? Cái này rất quan trọng. Ai hiểu? Đây, bây giờ mấy bạn ai hiểu được cái này không? Cái này cực kỳ hay luôn. Trời ơi, mấy, có những người pro như thế này, mấy em thấy không? Hiểu không? Là nó là cái animation. Tôi nói ví dụ đi, bây giờ tôi nói ví dụ, đây tôi cầm cái chai nước đúng không? Đây là cái chai nước của tôi đúng không? Từ để xí cái logo rồi mất công mấy anh em kêu quảng cáo nữa. Mấy giờ mà tám dính, mất công dính gậy nữa. Từ để tháo cái chai nước ra này. Rồi ok. Rồi, đây ví dụ đúng không? Đây là cái chai nước, đây là ví dụ thực tế đúng không? Thì đây là cái chai nước. Thì đây là ultimate của con tướng nha. Đây là cái ultimate, cái này là đi AFK nữa, mấy em đi AFK đúng không? Ví dụ cái thời gian đây tôi vặn nắp chai nước ra nè, đó tôi vặn nắp chai nước ra thì nó là một chuyển động đúng không? Thì ví dụ như mấy anh em nào làm về đồ họa hay là thiết kế về game đi, hoặc là làm animation á, vì ví dụ là tôi mở chai nước ra nè, xong tôi lấy cái chai tôi đóng cái nắp lại thì tôi phải có thời gian vặn đây nè, cái thời gian vặn này nè, đó gọi là chuyển động. Thì cũng giống như con Hewin á, thì cái skill của nó là hồi máu, nghe nó skill của nó hồi máu. Thì khi mà vô trận đấu nó bắt đầu thi chuyển kỹ năng, ví dụ như là 1.25 thì con Hewin nó sẽ tốn thời gian nó cầm cái lá để nó dơ lên. Nó hồi máu nha, nó sẽ tốn thời gian nó cầm cái lá lên để nó dơ lên nó hồi máu. Rồi ok. Giống như con một con nữa là con Rowan nó phải lắc. Ví dụ như con Rowan á thì mỗi lần nó hồi skill lên á là nó sẽ lắc lên thì nó mới hồi năng lượng. Rồi ok là đủ delay nha, delay nè. Mấy anh em có thể hiểu là delay của tướng nè, rồi animation dùng tiếng Anh đi để cho dễ, còn dùng tiếng Việt nó sẽ là độ trễ của tướng và animation của tướng là đâu, không phải là animation là như gì, hoặc cái hoạt ảnh thi chuyển kỹ năng của tướng, đó là dịch ra tiếng Việt nha. Rồi đó, rất là hay. Trời ơi mé, tại sao có những con người như thế này mà không làm đi làm YouTube ta. Rồi ok, cái thứ ba là tầm thi chuyển chiêu cuối. Ví dụ con Thorin ngay cả khi nó đầy thanh năng lượng cũng sẽ không thể thi chuyển anti nếu không có ai đứng ngay trước mặt. Ồ, cái này rất hay nha. Rồi ok, là cái thứ hai nữa, Edith nè, là Aaron và con Brian luôn là mục tiêu ưu tiên trước so với các đơn vị đặt trên ô năng lượng. Nhưng thì cái chỗ này bạn ý nghĩa của bạn nói là gì? Nếu như bạn đi quýnh cái map đấu trường đặc biệt thì con Aaron và con Brian này là luôn luôn nó sẽ được con Lily May ưu tiên, là nên được thôi nha, là luôn luôn được, với nghĩa là 80%, nghĩa là 80% đi hoặc là 99% là nó sẽ ưu tiên con này, thì 1% còn lại nó sẽ có biến số. Nên nếu con Aaron và con Brian có, nếu có hai con này trong đội hình thì con Lily May sẽ ưu tiên hai mục tiêu này trước, sau đó mới áp dụng quy luật 1 đã nêu trên. Rồi đó, áp dụng quy luật 1 ở quy luật 1 này, đây là quy luật 1 nha, đây là quy luật 1 này. Thì nếu như tấn công thì nó sẽ đá hàng sau cùng, còn bên thủ thì nó sẽ bên phòng thủ thì nó sẽ đá hàng trên cùng. Rồi thì thêm một cái nữa là những yếu tố này sẽ ảnh đến việc ai là người thi chuyển anti đầu tiên, con Lily May sẽ ngắt anti của ai đầu tiên. B, thử áp dụng để kiểm chứng và góp ý nếu có chỗ sai.
Thì đầu tiên tôi xin số điện thoại Zalo, xin Discord của bạn để bạn vô, bạn có thể ngồi chia sẻ cho mọi người thì nó sẽ dễ hơn. Còn đây là tôi giải thích cái chỗ đúng cái chỗ sai. Rồi đây có bạn comment là tôi có cong một team để tay si nổi phía sau, con Iron nổ phía trước, theo ông con Lily May của tôi sẽ đá con tay si ưu tiên ngắt chiêu của đơn vị remote, nhưng con Lily May của tôi nó lại đá con Iron, ý ông Lily May của tôi cùng phía với con tay si team kia. Là nếu như là bạn này nói giải thích từ cùng phía là sao, nếu như dồn hết đội hình qua bên phía bên tay phải nha, dồn hết đội hình qua phía bên đấu trường tay phải như thế này nè, thì nó sẽ lại đá con ở hàng sau cùng nha. Đâu lâu lợi dụng hết phía bên tay phải nè thì nó sẽ lại đá con hàng sau cùng. Nhưng mà nếu dồn hết qua phía bên tay trái theo mấy bạn đi thủ y thì nó lại đá con hàng trên cùng. Là do cái đảo của cái bản đồ nha, do cái map đảo của bản đồ. Rồi ok. Thì bạn này tôi có biết một ông bên Global có giải đáp là Eren và Ren hai mục tiêu chọn đầu tiên, bất kể vị trí hai cứ này ultimate ngay lập tức. Còn đứng trên obus năng lượng có một khoảnh khắc trễ do sạc mana. Tuy nhiên máy tính toán này không đồng nhất kể từ sau bản cập nhật, có nghĩa là sau bản cập nhật cái này nó sẽ vẫn có thể xảy ra biến số. Rồi ok. Tức là nếu ghép với các vị trí tương tự ưu tiên thì nó ưu tiên nha, mình dùng từ ưu tiên nha, không chắc chắn nha. Thì ưu tiên sẽ là con Eren, Brian đơn vị hàng đầu hoặc là đơn vị hàng sau. Nếu cả hai được tham chiến, đơn vị đầy năng lượng nhưng không có thời gian chờ ban đầu, đúng khoảng 80-90%. Đúng cái này đúng là đúng khoảng 80-90% nha, thường nó sẽ ưu tiên hai con này. Tại vì là sẽ có lúc gần như tôi đi BK là nó chỉ đá con Eren của tôi thôi, con Lily May chỉ đá Eren của tôi thôi. Nhưng mà tôi bỏ con Eren ra tôi xài những con khác thì nó lại đá hàng sau. Đó là nó chỉ là 80-90 nha, là nó không chắc chắn. Rồi, cái này để mai tôi tiếp lại. Rồi, tiếp theo nữa ngày thì nó ghiền rồi, ngày thì nó kêu là chủ đề này nó ghiền lên nạp đó, anh Hanh kích nạp em, thằng này tao bàn quá. Này chắc mày xứng đáng bị bàn rồi, tao đi kích nạp mày. Rồi ok, rồi các bạn là bạn Đức Hải. Thì bạn Đức Hà gì đó thì chiêu Lily May ghi ngõ là ngắt anti chứ không phải là đá con đầy năng lượng, cho nên là con nào xài anti đầu tiên thì nó sẽ đá. Có thể bật hiện toàn bộ các cảnh dùng anti để nhìn con nào xài chiêu trước, nên test khi cái địch không có Lily May không bị ngắt anti hộ test. Cái này chưa chắc chắn nha, tại vì con cô nó cũng vậy mà, con cô nó cũng nhúng xong rồi nó mới xài kêu, thì con Eren để nó vẫn đá con cô mà. Cái này chưa nha, cái này chưa thuyết phục lắm, cái bình luận này chưa thuyết phục, cái bình luận bạn trên đây mới thuyết phục nè. Rồi con này ngẫu nhiên, chịu, bạn này kêu ngẫu nhiên, không có làm gì cái chuyện ngẫu nhiên, nó có cách làm sao để đá con nào hết mấy em à. Rồi ok, thì trong cái dàn comment ngày hôm nay còn một số comment mấy em nhắn tin cho tôi bên bên Zalo ở lại bên fanpage, thì mấy bạn kêu là nó đá theo thường á là nó sẽ đúng theo bạn này nha. Bạn này là theo cái comment của bạn này thì tôi thấy là cái comment của bạn này là đúng chuẩn nhất. Ngày mai tôi sẽ post cái kênh này lên trên trang cộng đồng, trang cộng đồng của kênh tôi nha, chứ không phải trang cộng đồng trên Facebook của mấy anh em xe đâu. Xe thì nguồn của bạn là bạn NV Hạnh, thì không biết bạn này, không biết, tôi chưa có số Zalo của bạn, xin rồi thấy bạn không cho, bạn ngại mấy anh em. Đấy là tôi thấy là cái giải thích của bạn này là đúng nhất, là Lily May ở bên tấn công thì nó sẽ đá đơn vị hàng sau cùng. Đấy là còn Lily May bên phòng thủ thì nó sẽ đá con hàng trên cùng, nhưng mà cái này nó sẽ có biến số xảy ra tùy thuộc vào cái animation và cái chuyển động của quân tướng. Đấy thì giải thích vậy thôi, còn có đá con nào thì mấy niệm hên xui. Còn khi mà xếp đồ hình á, rồi thực tế nha. Ok bây giờ bắt đầu đi thực tế. Thì nó sẽ như thế này, và cái biến số này mọi người biết, trong cái biến số này là có một con mà nó có thể phá hỏng hết tất cả cái biến số này luôn nha. Có một con mà nó có thể phá hỏng hết biến số con này luôn là con Dulin nha. Khi mà trường hợp áp dụng trên con Dulin, mấy anh em test trên con Dulin là sẽ dễ nhất nha. Anh em nào đi BK mà có con Dulin á thì mấy anh em test bằng con Dulin nó sẽ dễ nhất. Đó đúng rồi, Dulin Lily May đó, con Dulin á thì nó sẽ rất là khó. Tại đợt trước tôi có làm cái đội hình tối thượng khi mà đi với con Dulin á, thì con Dulin là lúc đó là tôi sẽ xây dựng con Dulin, là tôi ngồi tôi suy nghĩ trong đầu này nè, thì làm sao để mà trong vòng 7 giây bạn có thể quét sạch đội hình, thì trong đó có con Dior hoặc là con Tay Si. Thì tôi mới ngồi tôi tưởng tượng là con Dulin nó sẽ cắm skill, thì khi mà mấy anh em mở khóa con Dulin nó sẽ giải cho con ở xa nhất, thì cái con xa nhất là đứng trên cái ô thi triển kỹ năng, thì làm sao để cho cái con nó có thể vô một phát là anti luôn mà bên kia đang trong cắm kỹ năng luôn thì bên kia chết. Đó thì tôi làm con Dulin với lại con Dior, thì Dulin Dior được nè. Dulin với lại con ngày xưa Dulin với lại con Simbad, rồi Dulin với lại con gì nữa ta? Vì tôi quên mất, hồi xưa làm nhiều lắm, trong cái clip mà hành trình đi làm bất bại á, làm đi kiếm người bất bại á. Rồi ok, đó giờ cái giải thích bạn này có ý kiến gì không? Trong đây các bạn có, trong cái giải thích này là người ta là 80% nó sẽ là vậy. Thì mấy anh em có ý kiến gì mấy anh em bình luận ở dưới phần video, nó sẽ rất là hay. Video này bạn này giải thích là đỉnh luôn nha. Bạn này giải thích gần như là đúng hết luôn ạ.
nó sẽ là 80% anh em, nó sẽ là 80%. Rồi ok nha. Rồi tôi sẽ giải thích nhiều cái bản đồ, có vài cái biến số, cái này mấy bạn tự đi test nha, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn test như thế nào. Thấy ok chưa? Kênh chat ok chưa? Kênh chat cảm mất gì về, về bình luận của bạn hay không? Kênh chat ok trước. Rồi ok, thì đó tôi sao tôi mới đánh một game với Coco đứng hàng sau, Taisi đứng hàng cuối thì đá Coco, thì đó hôm nay là chúng ta sẽ tranh luận, thì các bạn có video quay lại, mấy bạn quay video lại xong bạn gửi qua cho tôi. Rồi xong rồi tôi đăng lên là buổi sau có mình có tư liệu, mình tổng hợp hết tư liệu lại xong mình mở cho mấy anh em xem thì nó mới có biến số, thì người ta mới có video, người ta mới giải thích được. Đấy, rồi ok, thì bây giờ tiếp theo nữa. Tú ơi, mày đi bán item cho người ta kìa cũng đỉ. Mày đọc tin nhắn Discord của tao một cái. Rồi bây giờ là con Dulin. Tiếp theo nha, là mọi cái khẳng định trong đây. Đầu tiên là khẳng định là 100% nha. Mọi khẳng định là 100% sẽ mất đi hết, sẽ còn xuống 50% khi mà trong đội hình áp dụng con Dulin dùng chú thuật gọi là bành trướng lãnh địa cấm kỹ năng. Em tôi dùng gọi là bành trướng lãnh địa nha, thì khi mà mấy anh em đi chơi nha, là mấy anh em sẽ con Dulin này nó sẽ làm thay đổi biến số nha, tôi dùng nha, Dulin này sẽ thay đổi biến số của con Lily May nha, biến số con Lily May nó sẽ đá con nào. Thì khi mà chơi con Dulin này nó sẽ là một chiều tượng khác, cho nên là chúng ta không áp dụng Dulin để tranh cãi vấn đề này nha. Tôi nói trước nha, là không áp dụng Dulin để tranh cãi, con Dulin này nó là chích lỏ và ít, rất ít người chơi con này. Con này là chỉ là một lối đi riêng và con này là một cái chiêu gọi là chiêu trò để làm cho đối thủ khó chịu, là không lấy con này để bàn cãi nha. Rồi đầu tiên là con Dulin. Rồi bây giờ vô đấu trường ha, nói trước để mấy con mấy anh em kêu Dulin nó xếp như này kia không chửi nữa, tại là tôi đã là đã đi test rồi mấy anh em. Rồi ok, thì có video của bạn Đức nha, thì đầu tiên là các bạn gửi luôn, các bạn cứ gửi hết qua số Zalo cho tôi. Xong rồi tôi tổng hợp về, tôi mở lên cho mấy anh em xem. Đấy. Rồi, đây là có sẵn video của bạn Đức luôn ha. Bạn Đức mới mở lên luôn là đây. Rồi, tôi mở video lên ha. Tôi sổ. Đấy, có video mình làm content này nó rất là hay. Rồi. Ok, sẽ như thế này. Rồi ok. Thì khi mình đi vô đó, đây là đi bên trong nha. Đức là đang bên trong nha. Rồi ok. Thì đó vừa mới vô trận đá đây, vừa mới vô trận luôn là con Lily May đó nó đá vô con Eren luôn nè. Đó, con Lily May này lại đá hai con đây nè, đây hai con Lily May nè. Đây nè, hai con Lily May nó bay rồi nha. Đấy. Rồi. Mọi người kêu đá gần giống không? Đây con Lily nè, con Lily May bên thủ nha. Con Lily May bên thủ nó lại đá con Eren trước. Đúng không? Rồi, con Lily May bên công nó cũng đá con Coco trước, là con Coco này đang đứng trong cái ô sạc năng lượng. Đúng không? Mà nó không đá con Eren. Thấy chưa? Đó, phải có video như gì nè. Thấy không, là trong cái bình luận đã nói thì nó sẽ ưu tiên là 80% là đá vào con mặc định, đá vào con Eren hoặc đá vào con chim là con Ron á. Nhưng trong trường hợp này con Coco bên thủ đang đứng trên cái ô đặc biệt thì nó lại đá con Coco trước và không phải đá con hàng sau cùng, không phải đá con Taxi. Coi kìa bao mấy em coi này, đây coi lại nè, nhanh lắm nha, thì mới bắt đầu luôn nè, mới bắt đầu trận hai Lily May cùng đạp nè. Đây là Lily May bên thủ đá con hàng đầu. Đây, xong. Rồi, đá vô con Eren nha. Con Lily May bên công lại đá vô con Coco. Đúng không? Lại đá con Coco bảo đảm trận này Đức thua. Trận này Đức thua chắc. Mày bị ăn gươm là chết rồi, bị ăn gươm hai lần là chết rồi. Đó. Rồi. Đấy, hơi bị tốn điểm đó chứ bây giờ không test, mẹ tôi test tôi tụt xuống top 80 thì mấy ông đi ngồi chơi, mày đi đi làm YouTube đi tụt top, mẹ test mà không có người test cho mấy ông không bỏ điểm để test thua thì sao mà đâu ra. Rồi, đó là những pha gọi là phí content đó mấy anh em. Cái này là pha đốt điểm luôn á. Rồi ok, đó là có những trận BB mấy anh em xem. Rồi tiếp tục tôi sẽ giải thích trên đấu trường. Rồi. Tôi giải thích đấu trường ha. Trên đấu trường nó sẽ có rất nhiều cái. Rồi đây là đấu trường thực tế. Gì tao đâu có ban mày đâu, mày kêu gỡ ba anh. Rồi ok, trên bản đồ, bây giờ trên bản đồ thực tế sẽ như thế nào? Thì thường ở trong đây thì ví dụ như trận hồi nãy đúng không? Như trận hồi nãy đi là bên thủ đây đúng không? Bên thủ đây như thế này thì chỗ này là con Coco, đặt đúng con Coco ngay đây luôn đi. Rồi tôi bảo con Thurin nha, đặt ngay đây là con Coco. Thì hồi nãy nó lại đá con Coco thay vì nó đá con Eren. Đúng không? Nó đá con Coco thay vì nó đá con Eren. Đúng không? Thì câu chuyện ở đây là nó sẽ có biến số. Và hôm nay chúng ta lại không có thể có câu trả lời cuối cùng. Vì sao con Lily May nó lại đá con Coco? Và cuối cùng, đầu tiên nha, cái quan điểm đầu tiên mà chúng ta loại bỏ này,
Cái quan điểm đầu tiên là từ từ quan win này chút nữa like sau mấy em nói từ mấy em đang ngồi nói chuyện vấn đề kìm kìm lại một chút, tôi cũng đang vui lắm mấy em, từ kìm kìm lại một chút mình tím tím lại đang ngồi phân tích. Bây giờ đúng không, là mình loại bỏ đầu tiên con Lily May nó sẽ không đá con gần nhất, ok chưa? Bây giờ kênh chat loại bỏ cái đó được không, mình loại bỏ cái đó, xin phép đầu tiên là mình loại bỏ cái đó được không, là con Lily May nó không sẽ không phải đá con gần nhất, ok được không, loại bỏ cái đó nha. Bây giờ loại bỏ cái đó được không, con Lily May nó sẽ không phải đá con gần nhất, loại bỏ không, chắc chắn loại bỏ cái quan điểm ấy chưa. Bây giờ mình phải loại dần xong mình sau này mình chỉ bàn những cái còn lại thôi. Đầu tiên là con Lily May nó sẽ không đá con gần nhất, ok chưa, nó sẽ không đá con gần nhất, ok đúng không, mọi người đồng quan điểm đúng không, con chết gần 60 con người đi đồng quan điểm đâu, 70 người rồi là đồng quan điểm đúng không, Lily May nó sẽ không đá con gần nhất rồi, ok. Tiếp theo nữa là con Lily May nó có thể mình có thể can thiệp được vào con Lily May đá con nào nha, là cái này là chích nha, cái này dùng từ chích đi, con Lily May mình có thể can thiệp được, quyết định được con Lily May đá con nào tùy thuộc vào cách xếp và chích lõi của mấy anh em, có thể can thiệp được chứ không phải mặc định đáy rình, không phải mặc định đáy rình, nhưng là có thể can thiệp được cái việc ngắt năng lượng hay là ngắt kỹ năng, hay là mấy anh em kêu là xóa năng lượng, hay là ngắt hình ảnh, hay là ngắt hoạt động sẽ skill đi, đó là tùy mấy anh em gọi như thế nào, thì con Lily May có thể can thiệp được đúng không, được, đó là cái thứ hai đúng không nha, đó là cái thứ hai nha, là được đúng không, ok mình bắt đầu là bỏ rồi. Cái thứ ba nữa là gì, là con Lily May này nó sẽ không có khái niệm 100% để nó đá con Iron hay là đá con Ron, cái này là sẽ có biến số và BB ở bên thủ và bên công, cho nên là khi mà đi BK lúc này cái việc animation nè rồi thông số tướng cái này thế kia nó sẽ có sự chênh lệch và làm thay đổi kỹ năng của tướng, cho nên là chúng ta sẽ loại bỏ được cái việc là con Lily May đá con gần nhất đấy. Thì cái cấp tốc không đang nói là bằng chỉ số rồi, hai con Lily May vũ khí độc quyền như nhau đúng không, cái việc mà cấp tốc phẩm là như nhau, đang test trên một cái đội hình nó như nhau nha, thì là nó sẽ nhị, mình đang nói trên một cái đội hình giống như nhau thì người ta gửi đội hình nó sẽ có biến số, thì nó là con Lily May nó không phải là 100% nữa, thì bây giờ nó là biến số và cái biến số đó có thể điều khiển được, không dùng từ hên xui nha, không dùng từ hên xui đúng không, là nó sẽ hên xui, thì nó sẽ là hên xui, là chúng ta sẽ quan điểm là gì, là nó cái việc hên xui này nó không phải là kiểu như quýnh nó hên thì đá Iron còn nó xui đá con cô, không, nó có thể điều khiển được cái biến số này là mình muốn đá con Iron hay là muốn đá con cô, và cái đó anh em nào biết thì có thể chia sẻ, còn chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi tìm cái bí ẩn đó trên hành trình Lily May, game hành trình Lily May rồi, ok đó, giải thích đầy đủ như vậy ha, đó là toàn bộ cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rồi, đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi mọi người, ok. Hoa bổ sung là Lily May vẫn đá con gần nhất, nó sẽ đá con nằm bên tay trái phía bên đối thủ, còn không, cái này nãy có mới có video đăng lên rồi cho nên anh không phản biện, cái này có video mới nãy rồi anh không giải thích thêm, tu lại thôi rồi, ok đấy, rồi ok ha, xong rồi nha, đó là chủ đề hôm nay, nó sẽ là vậy, tôi đăng video rồi lên, còn bạn nào có góp ý gì thêm thì mình vẫn tiếp tục cái này, còn chích lõ đó thì nào mình ngồi mình kiếm ra được thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ tới chuyên mục hành trình trong map đấu trường 3 rồi, ok hết nha, đóng chuyên mục, đâu phải là đóng chuyên mục mà là chuyên mục đi tìm kiếm lý do bí ẩn sau cái map đặc biệt và cái cách khóa năng lượng của Lily May ở map đặc biệt hôm nay, ngưng tập 2, hôm nay là tập qua tập 1, hôm nay tập 2, hy vọng là chúng ta sẽ có tập 3 đó, rất là hay đó. Wow.